Hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2018, thứ năm tuần thứ bảy Phục sinh, trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, tòa án muốn biết đích xác người Do Thái tố cáo Phao-lô về tội gì, nên cởi trói cho ngài và truyền lệnh cho các thượng tế và toàn thể công nghị họp lại, rồi dẫn Phao-lô đến đứng trước mặt họ. Phao-lô biết có một số người thuộc phe Sa-đốc và một số khác thuộc phe biệt phái, nên kêu lớn tiếng giữa công nghị rằng: "Thưa anh em, tôi là biệt phái, con của người biệt phái. Tôi bị xét xử vì niềm hy vọng và vì sự sống lại của những người đã chết." Ngài vừa nói thế thì xảy ra sự bất đồng ý kiến giữa các người biệt phái và Sa Đốc, và hội đồng đâm ra chia rẽ vì các người Sa Đốc cho rằng không có sự sống lại, không có thiên thần và thần linh. Còn các người biệt phái thì tin tất cả điều đó. Tiếng la lối inh ỏi và có mấy người biệt phái đứng lên bênh vực rằng: "Chúng tôi không thấy người này có tội gì, và nếu thần linh hay thiên thần nói với người này thì sao?" Cuộc tranh luận đến hồi gay cấn, viên quản cơ sợ Phao-lô bị phân thây nên sai lính xuống kéo ngài ra khỏi họ và dẫn về đồn. Đêm sau, Chúa hiện đến cùng ngài và phán: "Hãy can đảm lên, con đã làm chứng về ta tại Jerusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng về ta tại Roma như vậy." Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin bao toàn con lạy Chúa vì con tìm nương tựa Chúa. Xin bao toàn con lạy Chúa vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa Tể con. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con. Chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con tìm nương tựa Chúa. Con chúc tôn Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo. Đó là điều lòng con tự nhủ cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con. Vì Chúa ngự bên hữu con sẽ không nao núng. Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con tìm nương tựa Chúa. Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỷ. Ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn. Vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy điều hư nát. Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con tìm nương tựa Chúa. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh. Sự nó đầy hoan hỷ ở trước thiên nhang. Sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời. Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con tìm nương tựa Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng." Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để chúng nên một như chúng ta là một, con ở trong chúng và Cha ở trong con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai con và con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho mọi người được hiệp nhất trong Thiên Chúa. Muốn trở nên thành phần trong gia đình của Chúa, chúng ta cần biểu lộ tinh thần hiệp nhất với Chúa và hiệp nhất với nhau. Cầu nguyện: Là Chúa, là Cha đầy lòng yêu thương, chúng con muốn tiếp nối lời Chúa Giêsu con Cha để dâng lên Cha lời cầu nguyện cho thế giới, cho giáo hội, cho gia đình con và cho tất cả chúng con được hiệp nhất. Cha đã tác tạo chúng con trong tình yêu, mãi mãi Cha vẫn hằng yêu thương chúng con và mong muốn chúng con sống yêu thương nhau, hiệp nhất trong tình yêu của Cha. Nhưng vì tội lỗi chúng con đã xa cách Cha và xa cách nhau, dù vậy Cha vẫn không bỏ chúng con, vẫn kêu gọi chúng con trở về với tình yêu của Cha. Qua dòng lịch sử từng bước một, Cha đã hàn gắn sự đổ vỡ và kêu gọi chúng con sống tinh thần hiệp nhất. Sau cùng, chính Chúa Giêsu con Cha đã xuống thế gian để trở thành mối dây liên kết chúng con với Cha và với nhau. Và hôm nay giáo hội vẫn đang nỗ lực duy trì và phát triển sự hiệp nhất ấy. Nhưng lại Cha, công việc của giáo hội còn bề bộn lắm. Trong lòng giáo hội còn nhiều khó khăn làm cản trở sự hiệp nhất là những người sống trong giáo hội. Chúng con cảm nhận được điều ấy. Chính trong giáo xứ, trong gia đình chúng con vẫn còn nhiều nỗi bất hòa. Xin cho mỗi người chúng con biết nỗ lực thông cảm với nhau, tha thứ cho nhau, biết gạt bỏ ra bên ngoài những ý riêng để đi tới hiệp nhất. Xin Cha giúp mỗi người chúng con biết quên mình, biết hãm dẹp tự ái và kiêu ngạo để cùng nhau sống hiệp nhất trong tình yêu Cha. Và qua dấu chỉ đó, chúng con làm chứng cho tình yêu của Cha. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Đi một đoạn đường với Chúa. Người Ấn Độ có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một người thanh niên nọ khao khát được nhìn thấy Chúa. Đêm ngày anh cầu nguyện liên lỉ, chỉ mong sao cho ước nguyện của mình thành sự thật. Quả thực không bao lâu, Thiên Chúa đã đến với anh dưới hình dạng của một con người đẹp đẽ, uy quyền, trầm tĩnh. Chúa đề nghị với anh: Con có thể đi với ta một quãng đường không? Người thanh niên cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chúa và anh đồng hành với nhau như một đôi bạn tri âm. Đi một lúc, Chúa dừng lại nói với anh: Ta khát nước, con có thể đi tìm cho ta một ít nước không? Người thanh niên hăm hở đi tìm nước. Lòng anh tràn ngập hạnh phúc, còn gì sung sướng bằng đi tìm nước để mang về cho Chúa. Nhưng anh đi tìm mãi mà không thấy nơi nào có nước. Anh đi mãi để rồi cuối cùng dừng lại bên một bờ sông. Anh đang chuẩn bị lấy nước mang về cho Chúa thì tình cờ một cô gái đẹp xuất hiện bên bờ sông. Cô gái đẹp đến độ người thanh niên không còn thấy cảnh vật chung quanh, cũng như không còn nghĩ đến việc mang nước về cho Chúa. Anh nấn ná đến làm quen với cô gái. Họ thương nhau, lấy nhau và sinh được nhiều con cái. Không gì đầm ấm hạnh phúc cho bằng. Nhưng một cơn ôn dịch sẽ đến. Người thanh niên đưa vợ con đi đến một nơi khác. Nhưng khi họ đi qua một chiếc cầu, thì thình lình mưa gió thổi đến, nước dâng lên kéo cả vợ con anh theo. Người đàn ông bám vào được một gốc cây lớn. Anh khóc thương cho thân phận bộc bèo của vợ con, cũng như chính kiếp cô đơn lạc loài của anh. Giữa lúc đó, Thiên Chúa xuất hiện trước mặt anh. Ngài mỉm cười hỏi anh: Này con có mang nước về cho ta không? Con làm gì để ta phải chờ đợi gần cả tiếng đồng hồ? Một người cha nhân từ mòn mỏi trong đứa con hoang trở về. Đó là hình ảnh cảm động nhất về Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta trong bài dụ ngôn Người con hoang đàn. Từng ngày, người cha ra đầu ngõ để trông đợi. Khi đứa con còn ở đằng xa, ông đã chạy đến để dang rộng đôi cánh tay để ôm trọn đứa con vào lòng. Không một lời quả trách, không một cử chỉ bất bình. Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế. Chúng ta tưởng mình đi tìm Ngài, chúng ta tưởng Ngài ẩn mặt với chúng ta, nhưng kỳ thực chính Ngài mới là đấng đeo đuổi chúng ta, tìm kiếm chúng ta, chờ đợi chúng ta. Chúng ta tưởng mình đang đi đến với Chúa, nhưng kỳ thực chính Ngài đang ở với chúng ta. Bài trích sách lẽ sống.